Star Season 4 được bảo trợ bởi American Wellness, Đông trùng hạ thảo vàng, First Consulting Group, văn phòng chuyên nghiệp về di trú, Tâm Đoan Shop, D1 Natural Skincare, Lexor, the key to salon success, Be Young, suối nguồn tươi trẻ. Welcome to V-Star Season 4. Trung Tấn và Ngọc Hân chào đón quý vị đến với vòng live audition được thực hiện tại Sài Gòn Performing Arts Center, và hôm nay là ngày thứ 3 của cuộc thi. Kính thưa quý vị, trước khi bước vào ngày thứ 3 của cuộc thi vòng loại live audition và cũng chính là tập 8 của chương trình thì chúng tôi xin nhắc lại thể lệ của vòng thi này như sau. Ở vòng live audition này, chúng ta có tất cả 4 vị giám khảo. Những thí sinh nào may mắn nhận được từ 3 đến 4 thẻ xanh từ ban giám khảo sẽ đi tiếp vào vòng bootcamp. Những thí sinh nào không nhận được thẻ nào, đồng nghĩa với thẻ đỏ, sẽ phải chia tay cuộc thi V-Star ngày hôm nay. Và những thí sinh nào nhận được thẻ vàng sẽ có cơ hội trở lại lần thứ 2 vào cuối ngày để một lần nữa thực hiện phần dự thi của mình, xem có đủ tài năng và may mắn để được ban giám khảo đưa đi tiếp vào vòng trong của cuộc thi hay không. Chúng tôi cũng xin đại diện ban tổ chức xin cảm ơn tất cả những nhà tài trợ của cuộc thi năm nay. Chúng tôi xin cảm ơn American Wellness, Be Young, First Consulting Group, Lexor và Sugoi Fukoidan. Kính chào quý vị khán thính giả đang xem đài Việt Face TV cũng như đang theo dõi chương trình V-Star của mùa thứ tư. Và hôm nay là vòng thứ ba của vòng Live Audition. Trước hết thì Thái Châu xin kính chúc tất cả mọi người luôn được nhiều sức khỏe, luôn được bình an và thành công trong cái công việc của mình. Và xin có vài lời nhắn nhủ với tất cả các thí sinh trước khi vào bắt đầu cuộc thi. Hãy bình tĩnh, tỏ cái bản lĩnh của mình, cái khả năng ca hát cho mọi người thấy, cho ban giám khảo thấy và khán giả đang xem thấy mình hát như thế nào, và chọn bài cho đúng sở trường của mình. Đừng chọn cái bài mà những cái bài mà mình thích, những bài mình thích dù là nó hay đó nhưng mà nhiều khi không có hợp với lại cái cá tính của mình, thành ra là mình sẽ không có đạt tới cái hiệu quả mà tốt nhất. Xin kính chúc tất cả các thí sinh thành công trong cái cuộc thi này. Cảm ơn. Và kính thưa quý vị, như quý vị đã thấy thì trong ngày thứ 2 của vòng live audition đã có rất nhiều thẻ đỏ được ban giám khảo đưa ra. Ngày thứ 3 có khác hay không? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng bước ngay vào với phần dự thi đầu tiên ngay sau đây. Xin chào tất cả khán giả của chương trình V-Star. Mình tên là Lê Trung Cương và mình đến từ Sài Gòn. Mình vừa đáp chuyến bay đến California vừa tối đêm qua. Và công việc chính của mình là thiết kế. Mình thiết kế thời trang và thiết kế nội thất. Thì trong những cái giờ làm việc rất là căng thẳng của mình thì mình thích nghe nhạc, và đặc biệt mình là một fan rất là lớn của Thúy Nga. Và trong thời gian làm việc mình nghe những cái bản nhạc Thúy Nga và mình ao ước được một lần được đến với Thúy Nga, được gặp các anh chị em nghệ sĩ và được một lần đứng trên sân khấu của Thúy Nga. Và mình thấy V-Star là một cái cơ hội cực kỳ tốt cho mình để làm được việc này. Và với V-Star mùa 4, mình đã thực hiện ngay cái ước mơ này. Mình book vé liền trong một tuần mình đăng ký tham gia chương trình audition online. Và may mắn mình đã được chọn, và sau đó mình book vé mình đến với cuộc thi ngay lập tức. Và sau khi thi xong, ngày mai mình lại bay về. Các bạn hãy chúc mình may mắn nha. Xin chào ban giám khảo và xin chào các anh chị trong ban tổ chức. Em là Lê Trung Cương, em đến từ Sài Gòn tối hôm qua. Em hát bài gì? Em xin hát bài Hẹn Hò của tác giả Phạm Duy ạ. Hẹn Hò, mời em. Một người ngồi bên kia sông, im nghe nước chảy về đâu. Một người ngồi đây trông hoa, trôi theo nước chảy phương nào. Trời thì mưa rơi, không ngừng suối tuôn niềm đau. Người thì hẹn nhau sang sông, mong chóng tạnh mùa ngâu. Cuộc đời làm cho đôi ta yêu nhau cách một biển sâu. Hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau, biết thuở ban đầu.
dù tình không nguôi đôi ta, xin cho hứa vui về sau. Trời còn làm cho mưa rơi cách biệt dài lâu. Nước vẫn trôi màu, mắt vẫn hoen sầu. Đành để hôn theo nước trôi không màu. Số kiếp hay sao không cho bắc cầu, đành xin sông nước sẽ cho gần nhau. Một người bên giá ven sông buông theo nước cuồn cuộn máu. Một người chìm sâu trong khi mưa ngâu bỗng ngừng ngang đầu. Cuộc tình thương đau em trôi theo nước xuôi về đâu. Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau. Cuộc tình thương đau em trôi theo nước xuôi về đâu. Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau. Tốt. Tốt. Hà đi hả? Anh Châu. Anh Châu ạ. Em ơi, cái chất giọng em là rất rất tốt. Tôi thích cái độ vang mà những cái nốt cao của em đó, rất là sáng, rất là bén. Nhưng mà sao mà hát một cách vội vã như thế này? Cái bài này mình hát nó lựa một cái speed nó chậm rãi hơn chút thì nó sẽ nghe ray rứt hơn. Làm gì mà phải hấp tấp như thế này ha? Cái cách hát này là không có khả thi rồi đó. Đối với áp dụng với cái bài hát như thế này, đang cái em phân ra cái cách hát nó không có đều. Lúc đầu cái dồn giá, rồi cái lúc sau lại là từ từ, cái không đáng từ từ lại từ từ, thấy không? Mình phải suy nghĩ, mình sắp xếp cái cách hát cho từng bài hát cho nó hợp lý thì nó hay. Mình đã lợi thế có cái chất giọng tốt nha. Dù muốn dù không thì cái chất giọng của em rất là tốt, độ vang rất là thích, tôi rất thích cái độ vang của em. Thì cảm ơn em. Em cảm ơn anh ạ. Em thì là tôi thấy là em có một ngoại hình rất là tốt và cái chất giọng của em cũng rất là tốt, đúng như là giám khảo Thái Châu vừa nói. Giọng nó có độ đẹp và độ rền tự nhiên. Và trong cái tem giọng của em, khi mà em cất tiếng hát lên một cái là tôi phải ngước mắt lên, vì tôi nghe thấy cái tem giọng của em á, nó có cái hoàn toàn cái màu giọng của em có rất là nhiều cái chất của Đức Tuấn. Không biết là em có nghe nhạc Đức Tuấn nhiều và có học hỏi Đức Tuấn không? Nhưng mà đây là tôi chưa nói về cách hát, tôi chỉ nói là về cái màu giọng ấy. Rất là giống Đức Tuấn. Đấy, và cái này thì là mà tôi nghĩ là ví dụ khi bây giờ em về em hát, chẳng hạn như hôm nay em về, em ra ngoài kia em hát lại cái bài này, em thu vào điện thoại nhá. Em sẽ nghe đấy là cái toàn bộ cái phần dựa thấp của bài ấy. Cái chỗ đó á. Cái phần đó em hát nó bình thường. Nhưng mà đến khi lên những cái đoạn điệp khúc, những cái nốt cao á, em thì cái tôi không biết là do em cố ý hay là do cái giọng bản năng mà em cứ bị hát nó cứ bị sâu vào trong. Nghe nó như bị bóp cổ á. Em đã không ngủ được 3 đêm rồi ạ. Nó nghe như bị bóp cổ, tức là cái vị trí âm thanh em đặt nó bị sâu quá vào trong. Nghe nó bị sâu vào trong, phải không? Thế thì bây giờ nhá, là mình sẽ nghe lại cái phần A và phần B của bài hát. Xong rồi khi về nhà, khi nào sau này hát lại cái bài này thì sẽ gắng là phần B mình sẽ hát giống phần A, nghe nó sẽ ok hơn. Còn nếu mà mình lên cao nó sáng nhưng mà mình hát bị sâu vào như thế, người dưới người ta nghe người ta cảm giác như mình bị bóp cổ ấy. Đấy, thế thì đấy là chị không biết là do, có lẽ là do bản năng, cái giọng bản năng của em nó như thế, chứ chị không nghĩ là vì em bắt chiếc Đức Tuấn. Nhưng mà đấy là những cái điểm gọi là em nên sửa thêm. Còn về phần trình diễn của em á, thì tôi thấy là em vừa có hình thức mà vừa em có giọng hát rất là tốt, và cái phần hát của em đối với tôi là rất là ổn. Tôi rất thích em. Bởi vậy tôi có phần góp ý sau đây, nó hơi dài dòng chút xíu. Về phần thẩm mỹ thì tôi thấy em rất là tốt.
em có ngoại hình đẹp, thẩm mỹ trình diễn em rất là tốt. Tuy nhiên tôi muốn nói sơ qua riêng về cái vấn đề ngôn ngữ của dân tộc thôi. Em phải để ý vào cái lời, cái nội dung mà cái bài hát nó muốn nói. Cái phần ngôn ngữ đối với tôi về cái loại nhạc này nó rất quan trọng. Thí dụ như là em ngắt câu một người ngồi đây da, rồi em ngăn cho đó da. Theo ý tôi làm cái ý nó không có mạch lạc. Cái ngắt câu của em chỗ đó và em lúc nào cứ mỗi câu bắt đầu em đều ngắt chỗ đó, đối với tôi làm cái mạch thơ nó không có liền, nó không có nối và người nghe tự nhiên nó bị hụt hẫng ở chỗ đó. Đó, cho nên cái yếu tố ngôn ngữ em phải nghiên cứu rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa, cái tâm hồn của bài hát, như chú Châu đã nói là em hát cái nhịp độ nó quá nhanh, làm cho cái hồn của bài hát giống như nó bị lệch, nó không đúng với tư tưởng của người viết nhạc. Thay vì em hát nhẹ hơn, lắng động hơn chút xíu thì anh nghĩ là cái hồn của nhạc em sẽ tác động tới cái người nghe nó mạnh hơn và nó trực tiếp hơn. Bây giờ mình chấm sao? Tôi là xanh. Em là xanh. Em chú xanh luôn đó. Cho bạn ấy thẻ xanh. Nha. Tôi thấy khuyết điểm lớn nhất của em là cái ngắt câu của em nó không có liền mạch. Làm cho cái câu văn nó thì em cái đó anh nghĩ là cũng dễ chỉnh thôi. Em để chút xíu, em nghiên cứu kỹ cái lời chút xíu thì em sẽ đạt được. Tôi cũng đồng ý, chúc mừng em với tấm thẻ xanh. Xin cảm ơn các anh chị. Xin được chúc mừng anh, đây là tấm thẻ xanh đầu tiên của ngày hôm nay. Bây giờ cảm giác trong lòng anh nhất định là đang vui lắm. Nhưng mà ban giám khảo cũng góp ý cho anh rất là nhiều. Thì anh dự định sẽ làm gì để lần tới hoàn toàn thuyết phục được ban giám khảo? Xin chào các khán giả của V-Star. Hiện nay thì mình tim vẫn còn đập rất là thình thịch. Ban giám khảo có góp ý cho mình cũng khá nhiều, đặc biệt là anh Thi và chị Hà Trần có góp ý các mặt kỹ thuật. Thì chắc chắn là mình sẽ ghi nhớ và sau khi mình ngủ lại được thì mình sẽ ngay lập tức mình tập tành liền lập tức để mình khắc phục những cái lỗi này để cho vòng thi kế tiếp mình sẽ hoàn thiện hơn. Wish me luck for the next round. I'm Lê Trung Thiên from Sài Gòn. Rồi bây giờ anh về anh nghỉ ngơi để mà trước tiên là ngủ cho mắt nó bớt đỏ đi cái đã nha. Chúc mừng anh và hẹn gặp anh ở vòng sau của chương trình. Cảm ơn em. Xin hẹn gặp lại các bạn. Ngọc Hưng xin cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn ảnh của đài truyền hình Vietface TV. Quý vị vẫn đang theo dõi vòng live audition ngày thứ 3 của cuộc thi V-Star mùa thứ 4. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ sau đây đã giúp cho cuộc thi này ngày càng thành công hơn. American Wellness, Beyond, First Consulting Group, công ty Lexor và Sugoya Fukudan. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng đến với phần dự thi tiếp theo. Thế hậu trân trọng kính chào anh Huỳnh Thi, anh Thái Châu và chị Hà Trần và anh Chí Tài. Lời chào trân trọng của em. Và sau đây em xin gửi đến cho ban giám khảo bài hát được mang tên gì đó. Gì vậy? Em bình tĩnh. Chúa ơi. Cứ bình tĩnh đi ạ. Hả? Đừng run. Tóc dựng lên hết trơn rồi đó. Bài chúa. Bài hát được mang tên Và con tim đã vui trở lại. Ôi trời ơi, hay quá. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời tôi, hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Hát thì cũng thôi. Đây Hà Trần nói đi Hà. Hà Trần thấy là những người chắc là hồi hộp quá hay sao? Làm Hà Trần nổi ngỡ. Ngắn gì thôi, ngắn gọn thôi. Em muốn nghe tiếp của đoạn phim gốc không? Tìm một con đường. Hôm nay
Máy tính của em nó bị overload, em hơi bị hâm, bây giờ em nhường. Không mà em xin các anh nói hộ em. Cậu cậu này chọn ngay điệp khúc là cái chỗ mà cao trào hay nhất ở của bài hát nhé. Nhưng mà bây giờ thì hơi làm cho Hà Trần bối rối. Thì giờ tỉnh chưa? Chị biết là em cái giọng bình thường của em thử nói vài câu cho chị nghe nè. Tại sao nó có một cái filter. Chào chị Hà Trần. À tức là em có một cái khàn đúng không? Em từ nãy giờ chị cứ đang băn khoăn là không biết có phải tại em bị khản tiếng không? Nhưng đấy là do giọng của em như vậy đúng không? Dạ, giọng của em nó khàn khàn tí. Dạ. Em run quá em. Mắc bát rồi đó em. Thế bây giờ cho hát hay cho hát lại cái phiên khúc đấy nhá. Hát một tí lại đi. Bây giờ cho lấy hơi bình tĩnh hát lại. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim... Cảm ơn em. Bạn Thế Hậu đúng không? Có thể thấy là em rất là thích ca hát. Em có cái sự say mê đấy khi em hát và xong em cái trình diễn của em vào nữa. Đấy là em có cái đam mê. Nhưng mà đam mê nó chưa đủ, mà khi vào cuộc thi thì phải có đầy đủ những cái tố chất để người ta cảm để những chương trình cảm thấy rằng có thể khai thác giọng hát và cả hình ảnh của em. Thì hiện nay là đối với chị thấy là chưa đủ. Nếu mà em say mê thì em có thể quay trở lại trong một mùa khác. Bây giờ cần phải rèn luyện rất là nhiều. Hát như thế này chưa được. Tất cả các câu của em nó phân hơi ra ngắn quá là bởi vì do em cũng không có hơi. Không có hơi để gọi là carry out, tức là hát đầy đủ một câu dài. Nhá. Chị rất là cảm ơn em đến với chương trình hôm nay. Nhưng mà phải chia tay em. Chia em một lời là một lần nữa chị em chân thành cảm ơn ban giám khảo và mấy bạn đã bình chọn cho Hậu. Hậu cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và em mến chú ơi, và em mến ban, chúc cho ban giám khảo được khỏe mạnh và trong tiết trình Vista lần này. Em về em luyện tập thêm nhá, luyện tập thêm để hát nó tự tin và cả cái tâm lý khi mình lên sân khấu nữa. Nếu mà mình run như này là mình tự mình, nếu có hay đến 10 phần mà vào thi run như này là em, sẽ em không biết nữa. Sẽ mất rất nhiều cái cơ hội của mình nhá em nhá. Rồi cảm ơn em. Khi em không có sợ, nhưng mà em lần này hôm nay em sợ quá. Cảm ơn em nhá. Và sau đây là những thí sinh không được may mắn bị thẻ đỏ phải từ giã cuộc thi V-Star trong vòng loại Live Audition này. Đơn mà nghe nức nở trong hồn. Khi em hát thì giống như em nói chuyện vậy đó, nó không có cái cảm xúc. Thứ nhì nữa là cái hơi em rất là ngắn, em không có ngân được. Em cứ hát đó, cứ ngắt ngắt vậy. Thì anh nghĩ là theo anh thì em phải về trau dồi thêm kỹ thuật, rồi sau đó trở lại. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bấn biển, thì gọn liễu mong manh làm sao bước song hành. Anh chỉ e ngày gió lay nụ tầm xuân vừa hè. Hiện tại cái kỹ năng ca hát của em nó còn rất là yếu. Mình phải về phải luyện giọng rồi cho nó phong phú ngân nga, cho nó hay hơn. Rồi cái phát âm nữa, cái phát âm chưa có đúng chính tả. Không có rê thì lại có rê thì lại không có rê, cái này có còn lung tung lắm. Rồi hát cũng không có cảm xúc. Thành ra cái giọng mình chưa có mượt mà, nhất là cái thể loại nhạc này. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Dương, thật ra là anh hát cái giọng anh thì cũng có cái chất giọng để mà hát nhạc quê hương đó, nhưng mà tiếc một cái là cái hơi của anh là nó không có đủ để mà
mình ngân những cái cuối câu là một. Thứ nhì đó là khi anh hát đó là nó giống như là anh đang nói chuyện, tức là mà nói chuyện cũng không có liền lạc nữa. Thôi em đừng nhắn anh làm gì, anh hiểu nói, tức là anh không hát cái chữ nó không có tròn. Kính thưa quý vị, Trung Tấn đang đứng cùng với ca sĩ Phương Thảo. Nếu như quý vị có xem chương trình V-Star mùa đầu tiên thì chắc chắn quý vị không thể nào quên hình ảnh của ca sĩ Phương Thảo, nhất là trong một cái phần trình diễn trong bài hát Em Về Miệt Thứ. Trong một bộ áo dài trắng và một cái vali, đó là hình ảnh mà quý vị yêu mến nhất của Phương Thảo trong suốt cuộc thi cái mùa đầu tiên. Và cho anh hỏi là lý do nào mà đem em trở lại với cuộc thi V-Star lần này sau 4 năm? Dạ, kính thưa anh Trung Tấn và kính thưa quý vị, cuộc thi V-Star lần đầu tiên đó là một cơ duyên đã đưa em đến với con đường nghệ thuật. Sau cuộc thi thì em cũng học hỏi được rất là nhiều về trình diễn cũng như kỹ năng ca hát, thì em đã rèn luyện trong thời gian vừa qua. Lần này em trở lại là vì em muốn cho mình một cơ hội để trải nghiệm hơn trên con đường nghệ thuật, và có thể học hỏi thêm được những kinh nghiệm sân khấu để hỗ trợ em trên con đường nghệ thuật sắp tới. Và sau đây, Phương Thảo sẽ đem đến những điều mới lạ nào cho tất cả chúng ta, những người yêu mến tiếng hát Phương Thảo từ vòng V-Star mùa đầu tiên. Mời quý vị thưởng thức phần thi của thí sinh 805. Dạ, em xin kính chào ban giám khảo. Chào em. Dạ, em tên là Phương Thảo. Em đến từ tiểu bang Minnesota. Okay. Hôm nay em xin được trình bày một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ. Bài hát được mang tên Phần Tơ Tầm. Phận tơ tầm. Người có thương thân tôi nghệ sĩ thì đừng có thương như thương hại đời, và đừng có nghe khi thiên hạ thường gièm pha tôi kiếp xương ca. Người đến đây đêm đêm phong trà, đèn màu kết hoa thương yêu mặn mà. Tôi xin người nhìn lên sân khấu hãy tin tôi hơn lời ca. Rượu nồng đó người đã say chưa, ân tình này sao không gắn bó. Đời là những dòng nước vô tư, ta là thuyền sống đưa xa bờ. Người ngồi đó còn có nghe tôi, tâm tình đầy vương lên đắm đuôi. Người đừng trách một kiếp cầm ca, con tầm nào không muốn vương tơ. Người nói đi như tim người nghĩ, làm nghề sướng ca tôi mang tội gì. Họa là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tôi ơn người, phần tâm tôi muốn kiếp phương tơ cho đời vui. Xin cảm ơn. Rồi chí tài tặng hẳn rồi, uống nước. lấy hơi để nói sao đây. Người nói đi. Thật ra thì nói đúng, tôi bóp cổ chết. Em có một cái gương mặt rất là sáng và dễ thương. Và giọng hát em cũng dễ thương y như là cái sắc đẹp đó. Hát thì có cảm xúc, có nhấn nhá, những cái lúc bỏ nhỏ làm cho tim người ta nghe sẽ xe thắt lại. Cái gì cười? Ông cứ nói đi, người ta cười tại người ta chứ mất mớ gì. Nói chung thì đối với anh thì anh rất là thích cái bài hát em hát. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn. Mời chú Châu.
Không, tôi rồi, muốn nghe thi. Hôm nay thi à? Tôi muốn nghe thi trước à? Tôi muốn nghe thi nói trước. Thực sự ra thì anh đã gặp em một lần rồi đúng không? Hai năm qua thì anh nghĩ là em cũng có rất nhiều tiến bộ. Em hát rõ lời hơn, nhịp nhàng hơn, mặc dù nó không có băng nhạc đệm theo, nhã chữ cũng rõ hơn. Tuy nhiên cái phần mà thanh nhạc là cái hơi em cũng còn hơi ngắn, thành ra cho cái dòng nhạc này đối với anh nó cũng còn một cái gì đó nó chưa hoàn chỉnh, nó chưa có trọn vẹn. Tôi thì tôi cũng thấy em quen quen lắm. Em cũng là cái đợt đó em cũng làm một người điêu đứng là tôi hả? Tôi ngồi chiêm ngưỡng, ngồi okay. Tôi xem mà không? Như thế này thì tôi cũng nghe em hát cái hôm nay đây thì em có tiến bộ, nhấn nhá có, truyền cảm trong cách hát có, nhưng mà biết là cũng còn rung, cho nên cái cảm âm của giám khảo Quỳnh Thi thấy là bị hụt hơi. Chính vì cái rung đó, chứ thật ra nếu mà bình tĩnh, bản lĩnh hơn nữa thì cái mượt mà nó sẽ không bị tác động, không bị cái rung đó tác động nha. Nói chung thì hiện nay tôi thấy em có tiến bộ. Em cảm ơn anh. Em thì chưa biết bạn này, đây là lần đầu tiên em nghe. Em thấy bạn đồng ý với ý kiến của anh Chí Tài, tức là giọng hát nó rất là hợp với cái hình thức đó. Rất là cute. Và có một cái là chị biết là em cũng không phải là người đi học hành trường lớp bài bản, nhưng mà em có cái quãng mà em chuyển từ cái giọng thật ấy, qua giọng gió rất là êm. Tức là điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là em cũng có cái khéo, có cái khéo của em khi em hát. Thì đối với chị là cái bài hát vừa rồi của em nghe nó rất là êm ái. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, bây giờ chúng ta tính sao về số phận của cô này? Giờ tính sao? Người nói đi, người nói đầu tiên. Anh nói đây này. Anh thì anh muốn cho cô này thẻ xanh rồi đó. Rồi, một. Em đồng ý thẻ xanh. Rồi. Xanh lè luôn. Ồ rồi, cái bạn đó. Chúc mừng em. Đó là một vài hình ảnh của các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho cuộc thi V-Star Season 4 năm nay. Và tiếp tục vòng live audition ngày thứ 3. Thí sinh tiếp theo đây sẽ được những nhận xét nào, những thẻ nào từ ban giám khảo? Mời quý vị theo dõi. Xin chào quý vị. Mình tên là Nguyễn Hoàng Nam, mình đến từ Vancouver, Canada. Đến với cuộc thi V-Star, Hoàng Nam cảm thấy rất là hào hứng. Bởi vì Đài truyền hình Việt Face là một đài kênh truyền hình của người Việt mà có lượng người Việt Nam xem nhiều nhất hiện nay. Và Hoàng Nam đến với chương trình cũng ước ao có cơ hội được hát trên sóng của Đài truyền hình Việt Face. Có nhiều cơ hội để khán giả có thể được coi mình hơn. Và có một điều đặc biệt nữa là Hoàng Nam mong muốn rằng là qua cuộc thi này có thêm được những kinh nghiệm của những anh chị em đi trước như các ca sĩ của Trung Tâm và các dancer của Trung Tâm cho Hoàng Nam thêm nhiều những cái kinh nghiệm trong nghề nghiệp và để cho mình ngày càng có thể hát tốt hơn và có được cảm tình của khán giả nhiều hơn. Đó là ước ao của Hoàng Nam khi đến với cuộc thi. Nguyễn Hoàng Nam xin chào anh Huỳnh Thi, anh Thái Châu, chị Trần Thu Hà và anh Chí Tài. Chào em. Hôm nay em dự thi bài hát Vùng Trời Bình Yên, một sáng tác của Vĩnh Tâm. Mây lang thang buồn trôi, nặng mang ưu tư khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh căm, từng đêm anh nghe xót xa. Em ơi có hay, giữa bóng tối chập trùng, tình em như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước anh về, dìu anh qua đắng cay. Xua mây đen tan nhanh, mặt trời bừng tia nắng tươi, lung linh ấm nồng. Khi cơn mưa vụt qua,
tình yêu đôi ta thoát cơn phong ba bão sông, khuất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho anh yêu người, xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca, từng vòng tay trao hơi ấm, rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ. Trong ngày mới nắng xanh tình dâng ngập lối, nắng len qua hàng cây, gió mơn màn đùa lạ lơi đàn bướm, bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên. À, có ý kiến gì không? I'm hơi confusing. Sao? Bạn nam này, bạn có giọng và có thể thấy ngay đây là bạn cũng biết biểu diễn này, rồi bạn cũng có giọng hát này. Nói chung là có sự sửa soạn hình thức cho nó phù hợp với mình. Nói chung là tất cả những cái điểm đấy là bạn đều có. Nhưng mà tôi nghĩ là ở vì cái tem giọng của bạn nó là một cái tem giọng sáng. Thì và bạn nếu mà chẳng hạn như với cái bài hát này, cái tem giọng sáng như thế thì khi hát những cái nốt cuối câu, bạn nên bỏ ngay cái cách rung, tự rung hạt đấy, gọi là bình yên đấy. Cái đấy là cái là mình làm do là bạn tự rung chứ không phải là do cái làn hơi của bạn. Thì tôi thấy nó sẽ không có hiệu quả với cái tương quan màu giọng của mình. Nếu như là một người nữ hát thì họ có thể hát như thế, nhưng mình là người nam thì mình nên cắt những cái nốt rung mà rung hạt rất là mạnh đấy, và lại rơi vào cái tem giọng màu sáng thì nghe nó hơi bị confusing. Nếu mà cái tem giọng mình trầm hơn thì có thể khác, còn đây mình tem giọng mình lại tem giọng rất là sáng, gọi là tenor 2 đấy. Thế thì đấy chỉ là những cái ý kiến của tôi khi tôi nghe bạn hát vậy thôi. Em cảm ơn chị. Với lại là bạn nói ở trong này là bạn tuổi 39 à? 39 tuổi à? Thế à? Thế thì bạn uống cải lão hoàn đồng hay sao? Trẻ quá. Thế? Chắc là uống đông trùng hạ thảo của Kỳ Duyên. quá trẻ so với tuổi tác của bạn. Trông rất trẻ. Thì tôi có ý kiến như thế này. Cái phong cách biểu diễn rất là thoải mái, tự nhiên. Thấy ra có cái tính chuyên nghiệp trong đó. Nhưng mà cái quãng trầm thì tốt, mà hát mấy cái nốt cao không có nghe không có đã, còn thấy nó ráng. Đây là một cái chất giọng mà cũng rất là kén về chọn bài hát. Cái bài hát Vùng Trời Bình Yên này đó, nó ăn tiền ở chỗ mấy cái nốt cao đó, mà bạn làm tôi nghe không có đã. À, cái đó là một cái là quan trọng đối với tôi. Thì có gì? Tôi thấy như vậy. Ngoài những cái ưu điểm mà những người này đã nói rồi đó, thì bây giờ tôi xin nói ra một vài khuyết điểm mà cá nhân tôi nhận thấy như thế này nhé. Về một bài hát mình phải nắm, tôi nghĩ là mình phải nắm được cái hồn của bài hát nó có cái gì. Ngoài bài hát nó có ngôn ngữ, nó có nhịp, nó có điệu. Cái bài mà lý do tại sao mà khi cuộc thi hôm nay không có nhạc, thí sinh phải hát sống để chúng tôi nhận thấy rằng thí sinh đó trong người có rhythm hay không. Và khi thí sinh đó hát một bài hát, họ có cái chuỗi họ như thế nào, đưa cái bài hát đó đi về một thể điệu nào, một cái đại khái nó là như vậy. Cái bài hát vừa rồi tôi đã biết bài hát đó và tôi nghe rất nhiều ca sĩ hát đó, thì bài đó nó có một cái rhythm rất là dễ thương, và bởi vậy cho nên người ta khi người ta viết nhạc, người ta đã chia sẵn và đi theo cái tâm hồn của bài hát đó. Khi mà em hát thì tôi không nhận thấy cái điều đó, em hát như em có hát thôi, chứ không có, tôi không nhận thấy em có cái chú ý để đưa cái bài hát này ra một cái hồn, một cái loại nhạc, một cái thể điệu như thế nào. Nó hoặc nó vui hay nó buồn hay nó cái gì đó, nó không có cái gì hết. Cái tiết tấu nó không có, hoàn toàn không có. Cái đó là do mình không để ý hoặc là mình không cố gắng tạo ra. Thì tôi thấy cái phần đó là một phần thiếu sót rất là nặng trong cuộc thi hôm nay. Cá nhân tôi đề nghị thẻ vàng để tôi muốn thấy anh nhìn lại cái có thể thực hiện được cái điều đó hay không. Không biết là quý vị này như em thế nào. Em được thẻ vàng. Gặp lại bạn chiều nay. Và sau đây là những thí sinh được thẻ vàng sẽ trở lại vào cuối ngày.
để một lần nữa xem mình có đủ may mắn cũng như khả năng tiếp tục cuộc thi V-Star hay không. Còn lệ rơi trên sông, anh ơi người yêu hỡi, còn đâu ngày tháng gì vâng, vâng mãi yêu nhau, ta xa nhau biết đến bao giờ. Còn lại trắng đêm nay, mình đã mất nhau muôn đời. Anh thì anh thấy như vậy, 21 tuổi mà lớn lên ở bên này, phát âm hát tiếng Việt như vậy, anh thấy là cũng rất là đáng khuyến khích. Visa lúc nào cũng mình cũng muốn làm để mình khuyến khích giới trẻ hát tiếng Việt và yêu nhạc Việt một phần. Tôi thấy cô này dù sao cũng có được cái chất giọng đẹp. Giọng đẹp lắm đấy. Chất giọng rất là đẹp. Hình thức rất tốt. Mấy cái nốt giọng cao rất là tới, và những cái độ ngân rung ở cuối câu cũng rất là dễ thương. Nó hơi ngọng chút xíu một vài chữ, nhưng mà tôi nghĩ là cũng có cái nét ngây thơ dễ thương ở trong đó. Tôi đề nghị tôi cho Zalo chiều nay em trở lại. Rồi xuống lấy cái thẻ vàng đi. Chúc mừng em. Mai Phương Vy xin kính chào ban giám khảo, anh Huỳnh Thi, chị Thu Hà và anh Thái Châu. Chào chị Huỳnh Thi. Dạ, cái tới Thái Châu xong nhảy cái qua đây rồi trở lại đây. Rồi giờ tới đây luôn đi. Đây là ai? Em xin lỗi, em kính chào anh Hải Linh, Trần Sơn, anh Chí Tài. Sao bối rối thế? Hôm nay em xin hát bài Hà Trắng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dạ. Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay, nắng qua mặt buồn, lòng hoa bướm say, lối em đi về trời không có mây, đường đi suốt mùa nắng lên thập đầy. Gọi nắng cho cơn mê chiều, nhiều hoa trắng bay, cho tay em dài gầy thêm nắng mai, bước chân em về nào anh có hay. Gọi em cho nắng chết trên sông dài, thôi xin ơn đời trong cơn mê này, gọi mùa thu tới, tôi đưa em về chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao, đời xin có nhau dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu, áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau. Gọi nắng cho tóc em cài, loài hoa nắng rơi, nắng đưa em về miền cao gió bay, áo em bây giờ mưa xa nẻo mây. Gọi tên em mãi suốt cơn mê này. Cảm ơn chị. Em ạ. Mai Phương Vy. Thật ra thì em có giọng để đi hát đó, nhưng mà hôm nay em lựa một cái bài này nó cũng thuộc lại khó hát. Theo anh á thì em hát cũng tương đối thôi, tại vì cái xúc cảm nó cũng chưa có tràn đầy lắm, chưa có gột tả được hết cái nội dung của cái bài hát. Bài này rất là khó hát, mà khi em hát thì anh thấy là chắc anh lo tập trung vô cái giọng, thành ra cái diễn xuất, cái nội tâm của em nó không ăn vô cái bài này đó. Hát coi như là mình hát vậy thôi, chứ thật ra là để cho tầm một ca sĩ nó có nhiều cái yếu tố lắm ha. Hát là phải cái diễn xuất nữa nha. Và anh cho ý kiến vậy thôi, cảm ơn em. Được, không biết giám khảo khác nghĩ sao?
À, đi chị dâu có gì không? Tôi thấy vậy, cái thật sự tôi cũng có một lúc nào đó trong lúc chị hát cái bài hát này cũng có một lúc nào đó tôi cảm thấy xúc động vì somehow chị cũng đưa được cái hồn của bài Hạ Trắng Trịnh Công Sơn có tác động tới cái cảm xúc của tôi. Tuy nhiên cái giọng của chị đó thì tôi thấy là nó vẫn chưa có đẹp mặc dù cái chất giọng rất là hay. Nếu tôi muốn nghe là chị hát một cái bài nào đó mà không phải nhạc Trịnh Công Sơn nữa ạ. Dạ em hát bài Xin Còn Gọi Tên Nhau. Rồi mời chị. Dạ, đoạn ngắn thôi. Dạ. Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn. Chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình. Nỗi đau mù lập trên tuổi thơ, phố vẫn hoang vu từ lúc em đi. Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về, bàn tay nào đưa em trong lần vui bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tình trong con ngủ mê rồi phai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thành mây bay đi, còn gì trên đôi tay. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Tôi thích chị hát cái bài sau này hơn cái bài Trịnh Công Sơn nhé. Mà tôi có một lời đề nghị là thí dụ cái đoạn mà điệp khúc đó, đúng ra chị phải hát mạnh hơn, chị phải hát nó punchy hơn, thì ngược lại chị lại làm nó gần như là nó không, nó lại nhẹ hơn cái đoạn phiên khúc đó. Thì tôi thấy cái đó là một cái xử lý mà ngược với lại cái gì mà tôi đang mong đợi. Nhưng mà cái phần trầm của chị rất đẹp. Dạ. Đúng rồi. Phần trầm rất đẹp và rất là rền. Tôi bây giờ sao? Thì tôi thấy cái giọng cũng rất là đặc biệt, hát ngân nga rồi tốt, có cảm xúc. Thì ăn thua mình suy tính mình cái cách hát đó, cái điệp khúc luôn luôn là cái chỗ cao trào của mỗi một cái tác phẩm. Thì mình phải có hai cách hát nó rõ rệt để cho nó làm nổi bật cái giọng hát của mình lên. Thì tôi nghĩ như thế này, tôi thì sẽ là cho bạn thẻ xanh. Cảm ơn anh Thái Châu. Em nghĩ là cho thẻ xanh được. Nhưng mà nếu như cho thẻ xanh vào vòng trong á, thì có mấy vấn đề này chị phải lưu ý. Thứ nhất là về cách chọn bài. Cái phần chọn bài đầu tiên của chị là hỏng đấy. Nó không có cho thấy được những cái thế mạnh của giọng hát và không có cho thấy được cái sức hút của cá nhân người hát. Đó. Nghe cái bài đầu thì tôi thấy bình thường lắm, tôi cũng không có sự chú ý nào. Nhưng cái bài sau của chị thì về cái chị nên khai thác những cái bài hát mà nó có quãng trầm, bởi vì cái phần trầm của chị rất là đẹp. Và khi hát thì đúng như là giám khảo Huỳnh Thi nói là nó phải chia ra từ đoạn A của bài với đoạn B, tức là sang đến cái phần phiên khúc ấy, thì nó phải có cái tương phản về xử lý tác phẩm. Nếu mà hát đều đều như thế thì người ta sẽ không có cái ấn tượng gì với mình cả. Rồi mày nhớ cái diễn xuất quan trọng nha, lựa bài cũng rất quan trọng. Chị buồn quá, tại vì đây là mình đang làm nghề giải trí mà. Buồn lắm. Mình lên mình phải làm sao cho người ta thấy cười đẹp, thấy hấp dẫn, thấy không bao giờ rung nha. Rồi, chúc mừng chị qua vòng kế tiếp. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn anh Thái Châu, ca chị Thu Hà và anh Chí Tài. Giờ mới nhớ nè. Dạ. Cuộc đời sang dạng ngời, một vì sao sáng. Cảm ơn quý vị rất nhiều, vẫn giữ màn ảnh của đài truyền hình Việt Face TV. Quý vị vẫn đang theo dõi ngày thứ 3 vòng live audition của cuộc thi V-Star mùa thứ 4 đang được thực hiện tại Saigon Performing Arts Center. Quý vị ơi, các tài năng của chúng ta đang làm cho ban giám khảo càng ngày phải cân nhắc và đắn đo nhiều hơn. Như vậy, tài năng nào, sự nổi bật nào đang còn chờ đợi? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng đến với thí sinh tiếp theo ngay sau đây.
Kiều Vi xin gửi lời chào đến bốn vị ban giám khảo, và hôm nay Kiều Vi sẽ dự thi bài Lệ Đá do sáng tác của nhạc sĩ Trần Trịnh. Lệ Đá. Hỏi đá xanh dao bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm thâu đèn vàng héo hắt, ai ẩn bây giờ là nước mắt cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày làm men say nguồn thơ. Tình yêu đã vỗ cánh rồi, là hoa rốt mật cho đời, chất chiêu kỷ niệm dĩ vãng. Anh nhớ gì không anh ơi, màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chiêm khuất trong mưa, mưa bay giạt rào, đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, suối hẹn hò trăng xanh đầu non. À, thấy anh Châu có vẻ nhìn chú ý quá chắc nhỉ. Em mất bình tĩnh của em ạ. Dạ. Em Châu Trần Duyên. Không, thì mất bình tĩnh thật chứ. Nhưng một hồi sau, chứ cái giọng nghe tốt đấy, cái giọng được. Tại sao là biết cô mất bình tĩnh? Tại vì tại sao vậy? Cô này là sinh viên năm thứ tư trường trường đại học tâm lý rồi, làm sao mất bình tĩnh được? Dạ, thôi cho em lên điệp khúc thêm một lần nữa được không ạ? Khoan khoan, để cãi với ông này chút. Năm thứ tư tâm lý tức là mình có thể giảng cho người ta được, mình có thể nói được, nhưng mà hát nó khác với cái nói à. Hát là ghê lắm đấy, nha. Rồi sao? Sao bây giờ chú cho thấy sao? Cô đang muốn cái gì đây? Hát điệp khúc lại à? Ý em muốn cái gì? Nói cái gì? Để em hát lại điệp khúc. Cho hát lại điệp khúc. Lấy hơi sâu hát lại xem nào. Tình yêu đã vỗ cánh rồi, là hoa rốt mật cho đời, chất chiêu kỷ niệm dĩ vãng. Anh nhớ gì không anh ơi. Rồi bây giờ nghe thế này là biết đang có hai cái nhược điểm hiện nay em đang có, đó là hơi rất là ngắn. Hơi của em rất là ngắn. Và tức là hát nó cứ nhỉ, cái chia câu nó bị ngắt á. Chia câu nó cứ bị vụn ấy. Nó cứ bị vụn ra. Mà hơi thì ngắn. Em bây giờ ví dụ như em hát tình yêu đã vô cánh rồi. Chứ đừng có chọn cái cách hát tình yêu đã vô cánh rồi. Cái đó là làm cho người ta tưởng là em không có hơi, không đủ hơi, không. Nhưng đủ mà hơi. Thật ra em có đủ hơi không? Em có đủ hát như vậy không? Một câu, một liên như thế. Bây giờ hát thử của chú là bây giờ cháu thử à? Là bây giờ cháu thử hả? Dạ dạ, hát thử coi. Chú cho con nghe lại thêm một lần. Không, ngắn cái câu đó thôi. Tình yêu đã vỗ cánh rồi, là hoa xót mệt cho đời. Đó. Đây là bởi vậy cho nên nó không phải là không có hơi, không có ấy. Nhưng mà cái kiểu, cái cách hát sắp xếp cho cái cách hát nó không hợp lý. Làm cho Hà nghe là tưởng đâu em không có cái hơi, em yếu quá, em cứ ngắt như thế này. Nhưng mà giọng cũng yếu. Dạ.
đến yếu và yếu cũng ít chứ không có yếu nhiều. Không phải yếu xìu. Không, giọng không yếu xìu nhưng mà cũng có yếu. Tức là tóm lại là gì? Cho em hát như vậy từ nãy giờ là nhiều hơn người khác ấy, là em được hát lại hai lần thì chị, với chị thì chị thấy em chưa ready. Chưa có ready cho cuộc thi này. Tôi cũng thấy như vậy. Về cái khả năng thanh nhạc em còn yếu lắm. Với lại nhất là cái không những cái cách hát không mà cái giọng hát nữa, nó cứ nằm tù tù bên trong đó. Nó không có phát ra ngoài. Anh nghĩ là đây là cái quan điểm của em ngay từ đầu khi em hát về cái cách như vậy là anh nghĩ là đã sai rồi. Em phải tập lại. Chứ nếu mà em đi đường như vậy thì càng đi càng lâu thì nó càng thành một cái cố tật xấu không biết lợi gì. Anh nghĩ là phải chờ những năm tới rồi. Mùa sau nhá. Nhưng mà em rất là có potential để quay trở lại, tại vì em cũng có sắc vóc và em cũng có biết cách xử lý bài, chứ không phải là em chỉ hát như là đọc bài. Nhưng mà vì em còn thiếu nhiều thứ, thiếu kinh nghiệm, thiếu cái kỹ thuật thanh nhạc tối thiểu để mà làm sao mình hát nó thoát ra ngoài được. Em hát em cứ bị ngắt ấy. Ví dụ bài này là một bài mà nó nên là trường hơi, nên chọn một cái cách hát là trường hơi, hát hết đầy một câu rồi mới lấy hơi đi tiếp câu sau, thì em lại cứ bị hồi đó xanh rêu bao nhiêu, rồi em cứ bị ngắt ra như thế. Em hát nó thoải mái, đừng bị rụt rè. Hình như là em bị rụt rè phải không? Dạ vâng ạ. Tại thấy sao, có cái ý gì nữa không, có lời khuyên nhủ gì? Em hát cái này là em tự hát lên, hay là có ai chỉ em hát không? Dạ, thật sự từ hồi đó tới giờ con là người sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ, thì con được tiếp xúc nhiều với lại cái nền âm nhạc của Việt Nam nhiều, cho nên con rất là yêu mến. Về luyện thanh thì thật sự con chưa có qua một cái trường lớp nào cả. Và làm việc thì con cũng chỉ có làm việc với ban nhạc local thôi, chứ không có cái gì mà mang tính chất professional cả. Nhưng mà nghe cái bài hát này em nghe, chắc là con nghe của ai? Ai hát, con học? Thật sự là con có làm việc với một ban nhạc mà chuyên một cái hướng jazz, cho nên con nghĩ là cái cách mà cách hơi một phần nó cũng do ảnh hưởng cái style mà cái những người đó đã luyện tập cho con. Bỏ đi nha, kiếm ông khác đi. Không có, chắc chắn là một là ông bị cái gì, hay là ông bị đau tim hay gì hay xỉn á. Tại vì hát không ai mà ngắt câu như vậy nha, nó không hay đâu. Đúng, tùy bài, thật sự nghe cái bài vừa rồi mà như vậy thì cả bốn người ra đều công nhận là nó không hay về cách xử lý, đúng không? Mà về cái phần thanh nhạc nó cũng bị một cái trở ngại cái cơ bản trong đó nữa, cho nên còn yếu, tức là em thôi. Hát yếu chứ không phải giọng em yếu nhá, cho nên em về luyện thêm. Em có giọng mặt tươi lắm nha, cười đẹp rồi. Đó. Gặp lại em lần tới nha. Cảm ơn Vivian. Cảm ơn em. Thank you. Cảm ơn Vivian. Cảm giác của Kiều Vi sau khi dự thi cuộc thi của mình, cho dù không có được một thẻ xanh vào vòng trong, nhưng mà cảm thấy là mình đã được hữu ích những người bạn mới, và cũng như đã được trải nghiệm một cái gì đó mà ít người được trải qua. Cho nên dù Kiều Vi không có dự tính trở lại, nhưng mà đây là một kinh nghiệm khá là đặc biệt cho Kiều Vi. Và thank you Paris My Night Producers cũng như chương trình V-Star. Và sau đây là những thí sinh không được may mắn bị thẻ đỏ phải từ giã cuộc thi V-Star trong vòng loại Live Audition này. Biển xưa vẫn xanh không như bây giờ, biển là hoang vang. Lời tôi nhỏ bé, tiếng gió thét cao, biển tràn nỗi đau. Tình em quá lớn, sống cũng vỡ tan, đời tôi đánh mất. Em thì có một cái chất giọng để hát được, nhưng mà anh thì thấy là em hát chưa có diễn đạt được nhiều cảm xúc lắm trong lúc em hát, và cái hơi thì nó còn hơi ngắn lắm, tức là nó không có hát, không có chiều sâu đó, và cuối câu thì em không có giữ được cái nốt đó, là nó không có cái ngân nó không có đủ. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em, sương rơi lạnh căm cánh vẫn êm đềm,
Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Cuối câu đó là mình phải ngân nga chút xíu chứ, rồi cuối câu cái đóng đóng lại liền. Nhớ thương nhau rồi đó, đó không chưa chưa được cái cách hát chưa được, phải về rồi đó là kiếm thầy đi, mình kiếm thầy cô để chỉ cho cách hát cho nó đúng đắn đàng hoàng tử tế, rồi mình sẽ là từ đó mình biết cái cách hát như thế nào thì mình sẽ thành công hơn. Em dĩ vãn đôi mình được rèn thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần không ngước vai tôi trong những đêm giận hờn. Hôm nay anh không phải đi thi mà anh đi giống như đi là đi đi gì ta? Đi xưng tội, đi xưng tội. Cái này đứng đứng nghiêm như chào cờ rồi mắt nhìn xuống đất đôi mắt. Thì tôi thấy cái đó là nó còn thiếu rất là nhiều thứ. Dạ, Khánh Trình xin kính chào ban giám khảo ạ. Chào em. Chào em. Em đến từ East Coast ở tiểu bang Pennsylvania. Bây giờ hiện tại em đang học ngành vật lý hóa chất ở trường Drexel University. Hôm nay em xin được trình bày bài hát được mang tên Nhói Lòng, nhạc và lời của ca sĩ Lâm Chính Khang. Bắt đầu em. Hát đi em. Phải làm sao em hiểu anh giờ đây hết yêu. Anh không nói ra chỉ vì anh không muốn em phải đau. Nhưng làm sao em hỡi, cảm giác ấy không còn nữa rồi. Anh chỉ không muốn em yêu một người mà trái tim này đã đổi khác. Vì chính em khi xưa buông tay, chẳng cần biết anh sống như thế nào. Bao ngày qua thiếu anh em vẫn sống, thì nay em cứ thế đi. Đã bao lần thứ tha em để rồi, người làm anh nhói lòng. Chỉ tại anh u mê yêu say đắm nên anh không chết em. Đến bây giờ trái tim này hoa đã, buồn lòng anh phải nói. Hỡi em, anh giờ đã hết yêu. Thank you, thank you. Em ơi, em hát chị không nghe ra cái giai điệu của bài này được. Chị em hát làm sao? Tại cái đồng ý đệm đàn cho anh hát. Tiếng hát của con nó đã làm nhói lòng ban giám khảo. Đau khổ lắm đó con. Không nghe được giai điệu em ạ. Không nghe được, chú không hiểu được cái tông gì, chú đang người nghiên cứu cái tông gì đó. Nếu mà chú đời thì nói chú Đức gì đời. Cái này là tưởng là em tự bịa ra em hát ở trên sân khấu ấy chứ. Nha. Nói chung là giọng chưa được. Chưa được em ạ. Nói chung con không có giọng để hát được đâu. Nghiên cứu vật lý học đi. Bữa nào trở lại hát tiếp nha. Rồi, cảm ơn con. Dạ, cảm ơn con. Kính thưa quý vị, ngày thi của chúng ta vừa mới bắt đầu thôi mà đã có những thí sinh phải làm cho ban giám khảo đắn đo rất nhiều rồi. Xin quý vị đừng rời màn ảnh của đài truyền hình Việt Face TV. Ngày thứ ba vòng live audition của cuộc thi V-Star mùa thứ tư sẽ trở lại ngay. Đó là một vài hình ảnh của các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho cuộc thi V-Star Season 4 năm nay và tiếp tục vòng live audition ngày thứ ba. Thí sinh tiếp theo đây sẽ được những nhận xét nào, những thẻ nào từ ban giám khảo? Mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, Ngọc Hân đang đứng kế thí sinh Caitlin mà Bảo Nhi, mang số báo danh 920. Em là thí sinh trẻ tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất của cuộc thi V-Star năm nay. Mấy chút xíu nữa là Ngọc Hân đã trêu em đi thi V-Star Kids rồi, bởi vì em mới có 15 tuổi thôi thưa quý vị. Ngọc Hân xin chào Caitlin. Dạ, xin chào cô. Động lực gì đã đưa Caitlin đến với cuộc thi V-Star năm nay? Em rất thích âm nhạc Việt Nam và em muốn như... thấy cái level của em ở đâu cho
ca hát. Caitlin là sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ đúng không? Dạ. Đúng. Như vậy thì ai dạy cho Caitlin học tiếng Việt ở nhà? Dạ, ở nhà cha mẹ cũng dạy con và con đang lấy lớp Việt ngữ trong ở trường học của con. Ngày hôm nay khi mà Caitlin đến với cuộc thi này thì Caitlin có bao nhiêu phần trăm tự tin là mình sẽ thuyết phục được ban giám khảo? Dạ, em cũng không có biết mà em sẽ cố gắng làm cái best I can. Cảm ơn Caitlin rất là nhiều. Chúc em may mắn. Good luck. Dạ, xin kính chào ban giám khảo. Em tên là Caitlin Bảo Nhi. Hôm nay em xin hát bài Tuổi đời mênh mông của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chà, 15 tuổi mà hát nhạc Trịnh Công Sơn á con. Dạ, phải kêu bằng con rồi. Rồi con hát đi. Tuổi đời mênh mông, ok. Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me. Em cùng lá tung tăng như loài chim đen, và đã hót giữa phố nhà, ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng. Tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia, em cùng đóa hoa lan hay quyền hương trắng thơm ngát từ đất đai quê nhà. Có tình yêu thời thơ ấu, bướm hoa và chim cùng mưa nắng, em đứng bên trời tự do yêu đời thiết tha. Như là những bông hoa trong thành phố này, tuổi đời mênh mông qua búp non đầu cây. Em về giữa thiên nhiên, em cười em nói như sóng đùa biển khơi. Tốt. Xin cảm ơn ban giám khảo. Con có một cái là phần trình diễn, cái cách trình diễn diễn xuất của con rất là tự nhiên. Nhưng mà con bị một cái khuyết điểm, đó là mình phải hát cho nó rõ chữ một chút xíu. Nó hơi bị, có những chỗ nó hơi bị đớt đớt, nó mờ mờ ha. Rồi đồng thời đó, cái giọng mình chưa có chắc chắn lắm, thì mình khoan đã, mà phiêu mấy cái đoạn đó, mình khoan phiêu, mình hát cho nó đâu đó, cho nó chững chạc đi cái đã, rồi mình mới tính tới cái chuyện đó. Và cái ưu điểm của con là diễn xuất rất là tự nhiên. Cảm ơn. Chú thấy như vậy nè, chú luôn luôn khuyến khích những người trẻ như con mà hát tiếng Việt. Tuy nhiên cái bài vừa rồi đó, chú vẫn thấy là con hát có một cái gì đó giống như là chỉ học và hát cái cách thuộc lòng. Con chưa có đủ khả năng để mà suy nghĩ về cái bài hát nó như thế nào, mà hát cho nó hay, để mà mình xử lý. Con tập hát là có ai tập cho con hay là tự con nghe là con hát? Cha mẹ của con giúp con và con có mấy bạn bè giúp con. Mấy bạn bè giúp con nữa. Nhưng mà con có hiểu cái gì con đang hát không? Dạ hiểu. Hiểu. Tốt. Chú thấy là con không có vấn đề cái xử lý, có thể là con không để ý hoặc là bố mẹ cũng không để ý. Tức là mình phải có cái cách xử lý cái bài như thế nào để cho nó đặc biệt hơn chút xíu. Thí dụ như là từ quãng trưởng mà qua quãng thứ, mình phải có cái cách diễn tả như thế nào để có một cái gì đó nó tác động người nghe và thấy một cái gì mới xảy ra trong cái lúc mình đang trình diễn. Chứ còn hát luôn tuồng như vậy thì thấy không có gì đặc biệt. Con có một bài nào mà không phải nhạc trong Trịnh Công Sơn không? Một bài khác hơn bài này không? Qua cơn mê. Rồi con hát thử hát đó, Qua cơn mê hả? Đó, là một thể loại khác hoàn toàn. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bên mông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình giống trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Cảm ơn con. Chú thấy cái bài này sao mà nó rất dễ thương đúng không? Nó hợp với cái tuổi. Em hát chị, tôi thấy là em rất là, giọng hát của em nó rất là hợp với cái hình thức của em, nó rất là cute. Yeah. Nó trong sáng, nó dễ thương. Mà em
em cũng có những cái uyển chuyển trong trong cái việc là em nhảy các cái quãng khác nhau của bài hát, em cũng có cái sự uyển chuyển trong đấy. Chỉ có một cái nhược điểm lớn nhất mà chị thấy là cái cách phát âm thôi. Và chị nghĩ là cái đó thì chắc là với thời gian thì em cũng có thể tập được, có thể tập được thêm. Ví dụ những cái chữ như là chữ mình ấy, là em toàn hát thành chữ mìn ấy. À đó, thì cái đấy là cái bị ngọng do là em có thể em sanh ra đây thì em nói tiếng Việt nó. Thôi như là nãy giờ đã nói đó, là qua hai cái bài hát mà con chọn, cái bài thứ hai là cái bài Qua Cơn Mê đó, nó đúng hợp với con hơn. Con hát nôm na là hay hơn cái bài trước. Chị Tài có ý gì không? Em thì thấy tuổi 15 mà hát được cái gì thì đối với em là rất là xuất sắc. 15 mà con xin bên này phải không? Nó rất là khá đó, đã cả một sự gương mặt rất là dễ thương. Em đề nghị cho xanh cho cô này vào. Và anh cũng đồng ý cho xanh. Chú đề nghị thẻ xanh luôn. Rồi, chúc mừng con. Ồ dạ, em cảm giác thấy rất vui và I can't talk, I'm sorry. Em rất vui để có cái cơ hội này đi thi và ca hát với tất cả thí sinh này. Kính thưa quý vị vừa cùng chúng tôi theo dõi những hình ảnh của tập 8, cũng là phần đầu tiên của ngày thứ 3 vòng live audition. Chúng tôi còn 3 tập nữa kính thưa quý vị, và tập tiếp theo sẽ là tập 9, sẽ hứa hẹn rất là nhiều phần thi sôi động, hấp dẫn và bất ngờ. Quý vị không thể nào miss tập 9 được. Hẹn gặp lại quý vị vào lần sau trong chương trình V-Star. Xin kính mời quý vị đón xem phần tiếp theo của chương trình V-Star vào thứ hai tuần tới. Nhẹ nhàng như áng mây trôi. Cuộc tình thứ nhất em đã cho trao về anh, tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà. Nếu một ngày em qua nắng mưa, em bỏ quên người tình xưa cũ, và từ bầu trời rất cao.